Thưa quý vị và các bạn, đây là hình ảnh sau khi chúng ta giành huy chương vàng tại SEA Games. Và đây là một trong hình ảnh tinh nghịch nhất của lứa cầu thủ này. Hãy để ý Văn Toàn. Sau khi đứng dậy, Văn Toàn đã kêu gọi cả đội cùng tung hoa để chụp ảnh. Trong khi đó thì thầy Park chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Và chúng ta hãy cùng theo dõi xem thầy Park có bị lạc nhịp trong tình huống này hay không. Vâng, khi các học trò tung lên thì bây giờ thầy Park mới tung. Một hình ảnh tôi nghĩ rằng rất nhí nhảnh, rất hồn nhiên. Nó thể hiện sự vui tươi, hạnh phúc và tinh nghịch của các cầu thủ U23 Việt Nam. Hiện tại thì thầy Park cũng đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Văn Toàn đang kêu gọi mọi người tung hô một lần nữa. Lần này thì thầy Park đã đúng nhịp rồi, đúng nhịp độ của trận đấu rồi. Và sau đó thì chúng ta có thể quan sát được Tiến Linh là người có vẻ như sẽ có một tình huống tranh thủ chụp ảnh với thầy Park. Thầy Park quay lại không thấy ai tạo dáng, có mỗi Tiến Linh thôi. Đừng quên dành một tràng pháo like cho những hình ảnh tinh nghịch và hết sức dí dỏm này thưa quý vị.